cứ bình tĩnh nhá. Đưa lưới dưới đi, đưa cho bác đánh lên, bác Thành lưới đi. Ốc tháo chưa? Hai con ốc tháo chưa? Rồi, dâng thẳng lên. Kéo bằng sức lên lui tao tí. Rồi, đẩy cao lên. Rồi, dâng xuống. Rồi, đấy là xem cảm biến ấy không? Đây là cảm biến không? Rồi. Không có cái cảm biến nữa đâu. Còn cái cảm biến đây. Rồi, rồi, ok. Rồi đưa cho đưa cái máng đâu. Nguyên lấy cái máng cho tỉnh lắp cho nào. Lấy cái máng qua đi. Đây này. Đưa cái máng cho bác lắp vào. Đưa cái máng lắp vào để bỏ dẫn đi. Chèn sát được chưa? Rồi, ok. Bác chuyển lúc dưới đi. Bác Thành đưa cái mặt kia cho tỉnh lắp đi. Đấy, cái đấy vậy vẫy gió. Đấy, lại khổ một giây là nó trùng kín hết, lúc mình chỉ kéo cái ra thôi nó không bắn ra ngoài. Đưa thấp xuống để đưa cái miệng vừa vẩy gió vào đi. Bác đưa vào cái miệng vẩy gió chứ xong ấn thẳng là nó vào thôi. Cái ấy không biết bán đâu chứ nhỉ? Cái gì? Cái túi á? Quan vật tư điện lạnh đầy. Trên vào trước, lắp ở bên trên trước. Không biết anh hỏi là nhìn thấy các cái cá vào chưa? Trên có ba cá vào chưa? Còn cái bạt đấy là thường để dùng cho máy bảo dưỡng máy âm trần cassette nhiều hơn cho các bên này chưa vào đâu, cá này chưa vào đâu. Hôm trước em được học thì dùng cái đấy mà dùng cái này âm trần cassette dùng nhiều hơn. Cá ở trên chưa vào này, mình phải dùng áo mưa. Xem ba cái cá trên vào chưa? Bác nhìn ba nhấc hẳn cái mặt trên đi ra, mặt như ấy đẩy cao lên nó tuột ra. Đấy, đưa xuống. Rồi, tí lắp nó dễ. Không nó có rơi xuống là vỡ tan ra thì. Ấn ba cái cá ở trên nó phải vào đó. Vào hết chưa? Bên dìa bên này, bên dìa bên tay cạch đấy ở dây ta. Rồi cứ sờ theo bám theo cái mép ấy, xem cái cá vào chưa là được. Cái phải nó kênh cái đối diện này. Cứ để xem bao giờ bác có lắp được cái mặt này. Trước khi muốn nó khít không kiểm tra cá nhá, các cái cá chứ cả. Bên này hình chưa vào đâu. Mấy cá xong chưa? Cứ gài hết cá vào thì sẽ vào được. Chắc coi em dưới. Mày làm gì cũng được. Cứ lắp hết đi. Không phải vội, cứ bình tĩnh. Nhờ con chả biết nó tháo chỗ nào ra. Chứ đừng có biết chỗ mà tháo. Không phải tùy nhớ từng loại. Chứ khi em có tháo chứ chẳng đấy thì móc cá để xem là ngang. Những cái con mà nó sát chẳng quá thì mình nên tháo cái mặt này ra trước để tay kia nó dễ hơn. Đúng rồi. Vấn đề là do cách của mình làm. Chứ em con biết tùy cho vào từng điều. Rồi mà mật khẩu wifi gì ạ?
cứ để thế là kẻ đẩy cái lắp lưới vào là được. Lắp cái lên được. Lắp cái lên. Đấy, đẩy căng lên là được. Rồi, lắp lưới vào. Bên nhà trưởng em ơi. Rồi. Ấn xong vút đều 2 mép cho nó vào các cái cá. Kiểm tra lại các cái mép cho vào hết các cái cá chưa? Rồi. Rồi ok. Bác xuống đi. Đã xong cho máy chạy. Bác Thanh làm đi. Tí xong hết tôi bác làm xong hết cho máy chạy. Bây giờ bác Thanh làm hết một công đoạn thôi. Bác tỉnh giữ cái thang này. Cứ bước thay lên thang nhẹ nhàng thôi, thang nhà mình thang người mẫu đấy, nó không cục bộ đâu. Cái mà hơi ngõ nhưng mà người nhảy lên trước. Ngõ 202 Định Công Hạ số nhà 9C. Không, thằng người ấy. Mày đã đi đơn diện. Ngõ 202 số nhà 9C. Định Công Hạ. Chị diện về rồi chứ. Ừ, diện rồi. Cái đấy không cần tháo tận đầu cái thằng cái để nguyên đấy được. Cái đấy con không cần tháo đâu, lúc ấy chỉ tháo ấy thôi. Hả? Ốc đã tháo đâu, ốc đã tháo đâu. Hai ốc đã tháo, hai ốc dưới tháo đâu. Đấy, thầy hai ốc chưa tháo, thầy giật giật như thế xong rồi. Anh ấy xuống điện này, xuống trước đấy. Còn nữa. Cứ nhẹ nhàng bình tĩnh. Cứ bình tĩnh như lúc chơi đèn mà, không có gì vội cả. Đang đâu không? Ừ. Thằng Thiện nó không cầm điện thoại đi à? Nhắn đi theo Úc chưa? Đi qua ngõ 192 em. Qua ngõ 192 một toàn là bị công hạ. Cứ bình tĩnh thôi, không có gì phải vội cả. Kiểu đi dán trước xong rồi. Không xong chưa mua bia về đây uống nữa. Say được chiều làm tiếp. Nó gì? Say rồi ông định còn chiều làm tiếp. Ồ say mày không biết đấy, thấy là võ tòng này. Thế thì có mở bà bị thư đánh cho banh xác đi nè. Anh rồi. Nè. Alo. Xuống được máy chưa? Xuống được chưa? Em có đang học điều hòa sang dưới lại nghe đi. Kéo cái mặt ra, kéo dưới cho chứ. Đấy, kéo thẳng cái ra đấy, nhấc lên thẳng lên. Rồi. Vậy chưa vào hết. Vậy vậy bác tỉnh nhắc chưa lắp chưa vậy rồi ấn cái vải gió của gió ra đường anh em mày hai đi đường lên lên Trọng Tấn không cái đường Định Công Thượng cái đi thẳng đường Công Thượng lên đi qua trên trên đi đường vòng đi đứng hẳn lên cao nhìn xem các lẫy như thế nào cao hơn chưa sờ đến ba lẫy chưa nhớ cái đường đi đấy tí mình lắp vào ba lẫy đấy đang nghe thôi sờ đến ba lẫy trong thành rồi thế đưa bác tỉnh ra là bác đưa máng Nguyên này, được. Ra giữ cái đó bác ấy. Đấy. Mày có cái điều hòa cũ này. Tao quậy. Thấy mày của anh diện rồi. Thấy mày của anh diện đang nắp rồi, không biết là. Nước cái mày hỏi cái mày kia xong rồi, của em xong chưa? Hỏi diện xem. Nước xong rồi để về lắp để quăng cho người ta đi. Máng để kín là được hướng nước thôi nhưng... Đúng rồi. Đấy khi bảo dưỡng là để dốc về cái đầu của mình có cái vòi nước ấy. Hôm nay thấp hơn tí rồi. Rồi rồi. Nên nó chảy rồi. Nên vòi cho bác xin thôi. Cứ vòi đấy. Cứ vòi xuống nước cũng được. Rồi. Nhưng mà xin bác phải để ý cái chiều của cái nước nó phun ra và bác để cách cho tầm 10 đến 20 phân chứ đừng chỉ đi sát giảm đi sát giảm nó tiêu kẹt hết cái giảm chung của người ta. Rồi lắp vào đây thôi thầy. Này nhìn này có trong máy này sao xịt không? Ông nào ông ấy là toàn ở trong ở ngoài cũng ướt, trong bụng ướt hết. Sao ướt? Đang đâu làm ơi?
cái này giữ nhẹ không biết này được. Giữ nhẹ nhưng mà giữ rồi giữ mạnh, khi lực có lực nước xịt vào nó mạnh chứ nó không phải nhẹ đâu. Nên như bên quả có xóa thì giữ chạy tiếp lử. Này, đúng rồi. Tay mình thì để làm yên tâm giữ tay này. Giữ tay cũng được mà giữ bằng cái gì được? Giữ tay thì sợ là không quen thì làm gì đấy Tuấn? Thì nó trượt. Tháo vậy ra tay. Ở đâu? Nó cứ đợi nó gửi địa chỉ. Gửi vào gửi địa chỉ đấy xong đã đưa cho anh Đức anh đi làm. Chiều có vào không em ơi? Lắp bồn bên dưới trước, vào bên dưới vào trước, rồi. Bên cái này nếp lên. Cái này nếp lên. Cái cánh bẫy bác úp xuống rồi. Lấy trên đi. Thật ra cái quạt này. Làm phải hỏng như làm muốn hỏng như làm gì. Bác cứ đập con mẹ nó ra cơ, xong bác mua cái 12 triệu bác là cắn đấy là làm sao bác làm được. Có thế thôi. Bác cứ tự tin đi. Nào gì cũng được. Bác cứ tự tin đi, sờ xong bác cứ lấy vào chưa? Đập đi đấy, đập mạnh nào. Cứ đập phòng cái vào đấy. Đâu đập ngang. Đập ngang, đập trên. Thầy đập nhẹ thôi. Đấy, đập mặt này. Mặt lạnh đây. Đây này, đập. Đấy, đập không. Đấy. Kéo vừa cái này. Đấy, đập chuẩn đấy, đập ngang vào. Kéo cái bảy gió lên xem nó có bước không? Nhưng nó chưa vào đâu. Bác Thành làm vũ phù quá. Pham hay là. Nó còn lâu rồi học. Chưa vào, chưa vào. Chưa vào. Bên dưới là đấy, bên dưới là ở dưới nó đang loại ngoài. Ở trên, ở trên đó. Đâu, cái trên nó này nó bị lỏng lên này. Chỉ vặn vít vào mới được. Bên trên chưa vào, đấy. Mới là hơi bóp cái vào cái đấy bởi vì cái nó hay bị... Bác Thành, nhờ đời đi, bác Thành về nhà uống bít đi nhá. Cao tí sữa. Thang cao nhất rồi mà vẫn không tới này. Mày có sữa không? Ủa, ui giời. Thang này là thang ngắt rưỡi này. Đúng rồi. À, cắt đi rồi. Hôm đầu mua bà, nhớ đầu tiên mua bà đó. Phải qua em nhá. Mày mua thang 1.5 mét thì tao phải mua thang 3 mét à? Mua thang 3 mét để suốt ngày cả không à? Bác cháu hình thấp này bố đến hồi nhìn thấy hình cao là tăng mà. Bây giờ nó có bây giờ nó có cái loại tự động mà đặt cực lắm, đặt lên cái bệ nó ấn tít cái là... Đi vào, đi vào, đi vào. Mít vào anh mít ơi. Dạ. Vào nhìn bụi. Nhanh. Mẹ đâu? Đấy, mẹ lắp cắm đi ạ. Có, cũng có sẵn rồi. Chạy vào như này. Đây làm bình quy. Mẹ mà trước buổi sáng giờ mà bẩn con bẩn như lần thế này. Con thua đúng không? Ừ. Rồi nhanh lên. Rõ ràng bán xịt đầm hồng. Tuấn ơi. Sao rồi đưa địa chỉ cho Đức đi. Máy đại cầm mà. Sao bảo là ấy để đi. Con ăn hết chiều. Hả? Hết chiều à? Hết bao giờ? 6 giờ chiều. Biết ngay mà. Biết ngay cái bài 6 giờ chiều mà thì ở nhà chơi cả ngày không thì tối 9 giờ là cứ. 6 giờ chiều. 6 giờ chiều. À, 6 giờ chiều. Vào rồi con phải đâu không? Rồi bây giờ bác bây giờ bê ra cục lóng bác tỉnh làm đi xong là đến ngược đến hai cặp khác đi bác đập cũng đập cạch 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 như vỡ được mẹ nên dỡ nâng tay ra nó không vỡ Tuấn này, bây giờ cục lóng này đi. Anh bảo này mày hai thằng khinh cục lóng đây khinh này ngồi đứng đây tháo được luôn cho mày tập tháo đây cũng được đấy dỡ ra tháo đây bác đặt kia mà đứng tập tháo dỡ được đây là nó ra đi lấy ra máy này. Ha cùng mình thao tác ra nhỉ. Bác cứ làm như vừa đấy làm cái gì là bác làm hết đây ra cho. Cho nó tập tháo ở cái mặt lạnh ở trong đây để đi cùng lão em ơi. Tháo ở dưới mặt đất thì ngon. Tháo từ mặt đất thì nói chuyện gì. Mặt đất thì ai mà sẽ làm được. Những người trên thang mà nó gối với mẹ. Bác giữ thang nó không mình không tầm này thì không mà giữ được. Tí là cái nắp trên kia.